Thưa quý vị, nền kinh tế số của Việt Nam năm ngoái đạt giá trị 21 tỷ đô la Mỹ, đóng góp hơn 5% GDP của đất nước, cao gấp 7 lần năm 2015 và dự kiến là sẽ đạt 57 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Đó là thông tin nổi bật được đưa ra tại diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á 2022 vừa được khai mạc mới đây tại Hà Nội. Và sự kiện này thì đã thu hút gần 2.000 lượt đại biểu trong nước và quốc tế tham dự cùng hàng ngàn lượt theo dõi trực tuyến. Hợp lực chuyển đổi số để phát triển kinh tế số là chủ đề năm nay của diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á 2022. Theo các diễn giả, hợp lực giữa các bộ ngành, địa phương với các thành phần kinh tế doanh nghiệp là điểm then chốt để công cuộc chuyển đổi số quốc gia đạt được hiệu quả cao khi tạo ra các chính sách cởi mở, thông thoáng và những hệ sinh thái số phù hợp phát triển kinh tế. Chuyển đổi số nó liên quan đến rất nhiều các bộ phận, liên quan đến rất nhiều các đơn vị, liên quan đến rất nhiều mọi tầng lớp của xã hội. Để làm gì? Để phục vụ tốt nhất, lấy người dân làm chủ thể, lấy doanh nghiệp làm chủ thể. Chính vì vậy rất cần cái sự hợp lực thay vì cái sự mạnh ai người đấy làm. Nếu chúng ta không cùng nhau, có lẽ chúng ta sẽ không thành công. Chia sẻ tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đã mang đến những giải pháp chuyển đổi số chất lượng ở nhiều ngành trọng điểm như tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, thương mại, bất động sản. Chẳng hạn như ứng dụng cho phép tra cứu trực tuyến quy hoạch và tìm kiếm các dữ liệu bất động sản như thế này, giúp cho người có nhu cầu dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin về nhà đất hiện nay. Các cái đối tượng tham gia trong những cái giao dịch bất động sản và phát triển bất động sản đương nhiên muốn giảm được chi phí và tăng được cái hiệu quả kinh doanh thì bắt buộc họ phải chuyển đổi số. Tiên đoán được cái điều này trước đây hơn 2 năm và chúng tôi đã phát triển hầu hết các sản phẩm công nghệ số, tập hợp được đội ngũ và xây dựng được hệ thống vận hành đủ tốt để có thể tham gia vào cái thị trường này, đáp ứng nhu cầu của các cái đối tượng khách hàng. Chúng tôi nghiên cứu phát triển ra những cái ứng dụng như là nền tảng như là tài chính kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, hợp đồng điện tử, giúp cho các doanh nghiệp người ta thay đổi cái phương cách làm việc, để từ đó mà nâng cao được cái năng suất và hiệu quả công việc. Diễn đàn sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay, 26 tháng 5, với nhiều chủ đề được thảo luận như hợp lực chuyển đổi số trong ngành du lịch, giao thông vận tải, chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tối.